Cho đến thời điểm này, ít nhất 20 người leo núi được xác định đã thiệt mạng trong trận bão tuyết xảy ra vào ngày hôm qua tại khu vực Mustang và Manang, miền trung Nepal. Trong khi đó, hơn 100 người khác vẫn còn trong tình trạng mất liên lạc. Nhà chức trách Nepal cảnh báo số người chết có thể sẽ còn tăng do tình trạng thời tiết xấu và công tác cứu hộ gặp khó khăn. Theo nguồn tin từ quân đội Nepal, trong số những người thiệt mạng, có 8 người là người nước ngoài. Bước đầu, nhà chức trách nước này đã xác định được quốc tịch của một số nạn nhân thiệt mạng, trong đó có một nạn nhân Việt Nam, 2 người Israel, 1 người Ba Lan, 4 người Canada và 8 người Nepal. Hiện lực lượng cứu hộ đã đưa được 38 du khách trong tổng số 168 người nước ngoài đăng ký leo núi tại khu vực xảy ra thảm họa. Những người bị thương cũng đã được chuyển tới các bệnh viện địa phương hoặc được đưa bằng trực thăng về chữa trị tại các cơ sở y tế ở thủ đô Kathmandu. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, vẫn còn hơn 100 người đang trong trạng thái mất liên lạc. Được biết, tuyết đã trơn vùi hoàn toàn một điểm cắm trại nằm ở độ cao hơn 8.100 mét trên đỉnh Dolagiri thuộc dãy Himalaya. Theo một số nguồn tin, tình trạng bão tuyết dày đặc và mạng lưới thông tin liên lạc bị gián đoạn đã khiến lực lượng chức năng không thể liên lạc được với những người bị coi là mất tích. Công tác cứu hộ cũng buộc phải tạm dừng trong chiều và tối ngày hôm qua do điều kiện thời tiết khắc nghiệt và tầm nhìn bị hạn chế. Trận bão tuyết bất thường này xảy ra do ảnh hưởng của bão Hút Hút, trước đó quét qua Ấn Độ và cũng đã gây thiệt hại nặng nề.